Tại sao gallium được gọi là kim loại hiếm diệt? Hãy xem chất lỏng này khi nhỏ vào ổ khóa, bạn sẽ dễ dàng bẻ đôi nó bằng tay hay khi đặt lên cái vật này. Nếu bạn vô tình thả nó trên máy tính hay điện thoại thì sẽ thật đau lòng khi phải thấy cảnh như này. Tại sao nó có thể ăn mòn các kim loại khác? Đây là gallium, nhiệt độ nóng chảy của nó chỉ là 29,76 độ C. Nó thường là thể rắn khi ở nhiệt độ phòng, nhưng có thể trở thành chất lỏng khi được làm nóng nhẹ. Nếu cho một chiếc thìa làm bằng gallium vào nước nóng và khuấy đều, bạn sẽ thấy hiện tượng chiếc thìa tan chảy trong khi khuấy. Gallium có thể ăn mòn các kim loại khác không phải do phản ứng hóa học, mà là do nó tạo thành hợp kim với kim loại và phá vỡ cấu trúc ban đầu của kim loại, khiến kim loại cứng ban đầu trở nên giòn và vỡ vụn khi chạm vào. Điều thú vị hơn nữa, chất lỏng này co lại khi nóng lên và nở ra khi làm lạnh. Vậy bạn nghĩ gallium dùng để làm gì?